chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nó lao là nãy nhất nãy luôn. Rõ, để sao không rõ. Cái đậu này quay, đậu này quay phim, có cái đậu ngắt ngắt được phải không? Có. Người ta ngắt luôn mày. Sao kỳ vậy? Bị cái lỗi máy. Tao ngắt được kỳ mày. Bị cái lỗi. Đi tao nè. Mày ngắt được, mày ngắt được. Được. Em chưa có hả? Cái này nha, lấy con này qua, lấy con này nha. Cái này nhân viên bán hàng hay gì? Chắc đi chơi á, chơi mặc đồ gì hôm. Lẩm giùm mày. Đây. Tao vô tao đứng đây được chai không nha. Mày. Chơi đi. Đó con nuôi gà, ăn luôn cả chỗ không? Ừ. Con mẹ nó chứ làm sao? Còn vào lát ăn giờ, ăn gà ăn quả, mua xăm ăn có luôn. Hãy subscribe.
chứ mẹ mày chưa có đi vô BKMS ATC đó thì tao đi nhiều vô đó siêu thị mà còn lớn hơn đó mà về hôm nay có đi không? Hôm nay cỡ năm mấy hai năm mà không đi. Không cắt nó mày dạng hàng đó, chứ cho lương gì gì hàng đó hàng cái kiểu dạng những mặc đồ của quá bản này rồi kia chứ đâu mình trả lương mà. Sao bước đi chai được đây con? Thấy không? Mày déo nè. Nào quay nè. Đó, đang quay nè, thấy không? Mày, mày ngắt cũng được. Ngắt nè. Nè, đang quay đúng dây nè. Thấy tùy cái loại máy. Ngắt là mắc luôn nè, mắc luôn. Cái hồi mua Vitas cái hồi đó tao mua cũng đâu. Đó, mày đụng mày 60 triệu. Gì vậy? Đổ luôn rồi kìa. 60 triệu đủ mắc quá, người ta có 3 triệu mấy. 3 triệu mấy hả? Ủa hai cái gì? 3 triệu à? Thôi chứ hả, tao mua 2 triệu rưỡi chứ nhiêu. Nào. Từ hồi của tao, từ hồi mua Vitas á, lúc trước á. Quay về làm clip đưa lên mạng. Được. Được. Lúc mơ nhà ta đưa lên nhớ coi nhớ lại nha. Dích súng chơi nha mẹ. Con lỡ chơi không mày? Ừ. Hồi đó cài mét với đóng hùng nữa mấy này nè. Nó làm này nè. Đóng hùng vali túi sách nè. Lên ngồi lên. Có mấy điện thoại còn rõ hơn nữa mà.
Cầu cá 49.000 nha. Sắp quần áo nam đâu. Dạ dạ dạ. Đi thang máy hả? Thang máy, thang máy. Ôi trời. Hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.